Vin Ba xin chào các anh chị. Sau đây Vin Ba xin hướng dẫn các anh chị dùng sản phẩm đồng hồ bấm giờ. Phía sau mặt đồng hồ có phần móc 500 dính lên mặt kim loại và cần gạt chân để lên trên mặt bàn. Trước tiên các anh chị mở nắp để lắp pin. Sau khi các anh chị lắp pin thì đồng hồ hiển thị chế độ lắp là đồng hồ sử dụng hàng ngày. Thì trong vòng 15 giây các anh chị sẽ điều chỉnh giờ phút giây. Ví dụ như bây giờ các anh chị chỉnh 6 giờ. Tiếp theo là chế độ hiện giờ. Thì các anh chị sẽ bấm mode. Và chế độ hiện giờ thì có hai cái chế độ hiện giờ. Ở đây chuông thứ nhất. Thì ở đây đồng hồ sẽ xuất hiện chuông báo thức có số 1 và chế độ timer. Thì các anh chị có thể chỉnh giây, phút, giờ và bấm start thì đồng hồ bắt đầu chạy. Rồi các anh chị sẽ ấn ngừng. Nếu các anh chị muốn xóa thì các anh chị ấn ngừng và ấn liên hai lần để xóa. Các anh chị muốn chuyển chế độ hiện giờ thứ hai, các anh chị ấn out là nút giờ để chuyển sang chế độ hiện giờ chuông có hình số 2. Thì chế độ hiện giờ thứ hai tương tự như chế độ hiện giờ thứ nhất. Ví dụ ở đây các anh chị cài 5 giây thì các anh chị sẽ bấm start bắt đầu, hết thời gian đồng hồ sẽ kêu. Sau khi các anh chị ấn stop ngừng thì đồng hồ vẫn còn hiển thị 5 giây là các anh chị có thể bấm tiếp tục. Nếu như các anh chị muốn xóa thì các anh chị sẽ ấn ta ấn nút clear một lần nữa để xóa. Chế độ cao ấp thì các anh chị chuyển đồng hồ về chế độ timer, các anh chị nhấn start thì đồng hồ sẽ chạy. Nếu các anh chị muốn ngừng thì ấn start một lần nữa, xóa thì các anh chị ấn clear. Tiếp theo ở chế độ báo thức thì các anh chị sẽ ấn mode hai lần thì đồng hồ bấm giờ sẽ hiện thị chữ AL. Ở đây các anh chị sẽ cài ví dụ như 6 giờ. Rồi anh chị ấn start bắt đầu thì chuông báo thức sẽ hiện thị lên ngay chân của số 6. Anh chị ấn mode trở về chế độ lock thì tới 6:08:40 đồng hồ sẽ báo thức. Các anh chị ấn start đồng hồ sẽ tắt chế độ chuông. Ở đồng hồ bấm giờ, các anh chị muốn tắt màn hình hiển thị thì các anh chị sẽ ấn start và giữ trong vòng 3 giây. Đồng hồ sẽ tắt và mở thì các anh chị sẽ ấn start một lần nữa. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi. Chúng ta xin chào và hẹn gặp lại các anh chị.